Xin chào anh em, mình là Hợp. Khá lâu rồi mình mua được một em Zenith và em Zenith này giá cực kỳ hợp lý với cái chất lượng của nó. Mình sẽ cùng trên tay cho anh em. Đây là một chiếc đồng hồ theo dạng trưng bày mình mua của đại lý ở nước ngoài. Và sợi dây của nó thì phải nói là còn rất là mới, sợi dây gần như là không sử dụng luôn, dây zin của Zenith luôn. Đó, mình sẽ bỏ ra. Chiếc đồng hồ này đi kèm thì sẽ có hộp các bạn nhé, vì là hàng trưng bày cho nên nó sẽ không đi kèm là sổ thẻ gì cả. Và anh em mua thì bên mình sẽ bảo hành cho anh em đó là 3 năm. Đây là một chiếc đồng hồ thuộc dòng Zenith El Primero, tức là chúng ta sẽ có bộ máy là 36.000 vibration power, tương đương với 5 hertz tần số. Đây là chiếc đồng hồ Zenith El Primero Open Heart, rất là đẹp của Zenith. Size của chiếc đồng hồ này là size 40mm. Các bạn có thể thấy là kính sapphire của nó được làm glass box cong lên rất là đẹp. Về mặt số thì chúng ta sẽ có một ô open heart cực kỳ tuyệt vời ở đây. Với truyền thống của Zenith, họ làm ô open heart rất là to để chúng ta có thể nhìn thấy balance wheel cũng như là pallet fork và tất cả những cái chi tiết ở trong này. Và chúng ta sẽ có một cái kim dây dạng dạng ngôi sao ba cánh ở đây. Đó, chúng ta sẽ có là logo Zenith El Primero ở góc 1 giờ đến 2 giờ này. Ở dưới này chúng ta sẽ có dòng chữ automatic. Toàn bộ phần thân của chiếc đồng hồ này được làm từ vàng 18K AU750, kim cọc vàng, và mặt số thì chúng ta sẽ là mặt số silver trải tia. Mặt số được làm rất là đẹp với cả hai lòng. Lòng ngoài của chúng ta thì sẽ có những cái đường sunburst lớn, còn lòng trong thì chúng ta sẽ có những đường trải tia siêu mảnh. Đó. Chúng ta sẽ có một bộ máy phải nói là được thiết kế rất là đẹp của Zenith trên chiếc đồng hồ này. Bộ máy trên chiếc đồng hồ này sử dụng đó là bộ máy Calibre 4613 in-house movement, và đây là một bộ máy có tần số là 5 hertz, tương đương với 36.000 vibration power. Bộ máy này thì sẽ có là 19 chân kính, có 50 giờ tích cót các bạn nhé. Đó, toàn bộ phần thân được làm từ vàng khối, và ở đây chúng ta sẽ thấy những cái chuyện kim loại quý. Đó, và đây là đầu mã của sản phẩm của chúng ta. Chiếc đồng hồ này thì có độ chống nước là 100m, và rất là may mắn có cái núm là núm vặn chống nước. Đó, hay chúng ta còn gọi là núm cổ chai. Đó. Sợi dây da thì các bạn có thể thấy ở đây, sợi dây da thì rất là mới, sợi dây da cá sấu, và ở dưới chúng ta thì sẽ có một cái lớp nhung. Đó, dây da của Zenith, và chúng ta sẽ có một cái khóa xiên vàng khối ở đây với đầy đủ chuyện ở phía dưới. Đó. Chiếc đồng hồ này thì có size là 40mm và có cái phần càng cũng được làm cắt chéo, cho nên là cũng thuộc dạng dễ đeo. Và chiếc đồng hồ này thì anh em sẽ chỉ cần tay cũng khoảng tầm 16-16.5 là chúng ta đã đeo chiếc đồng hồ này ok rồi. Đó. Giá hãng thì của em nó rất là cao, giá hãng của chiếc này là 13.900 đô, tức là tương đương là các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng tầm 350 triệu đồng tiền Việt Nam. Đó, để sở hữu một chiếc này mới 100%. Tuy nhiên hiện tại là một chiếc hàng trưng bày còn đẹp như này, được bảo hành 3 năm thì bên mình sẽ bán cho anh em với mức giá cực kỳ hợp lý là 179 triệu. Thì anh em nào mà có nhu cầu về chiếc Zenith này thì có thể liên hệ iSet theo thông tin bên dưới video nhé. Với đồng hồ vàng khối trong tầm này thì Zenith có thể là nói là đập chết tất cả những cái thương hiệu khác về cái độ in-house của sản phẩm của mình. Đó, sản phẩm có độ in-house rất là tốt, và các cái chi tiết của Zenith họ đều sản xuất luôn. Cho nên là các bạn có thể yên tâm về một bộ máy rất là chất của Zenith. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của ICS. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.